Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, thời gian này trong nước xuất hiện nhiều vụ mổ lợn phát hiện vật thể lạ được cho là cát lợn. Loại vật này được cho là có giá trị cả tỷ đồng, nhiều người tin rằng cát lợn là một vị thuốc hiếm trong Đông y có công dụng chữa bệnh thần kỳ nên đã sẵn sàng trả giá hàng tỷ đồng để sở hữu. Đặc biệt câu chuyện ông Lương Xuân Linh ở Nghệ An trong quá trình mổ lợn thịt đã phát hiện cát lợn, sau đó ông cho đăng lên Facebook và có người gọi từ Hồng Kông trả giá đến 3 tỷ đồng. Cụ thể thế nào? Tại sao lại có giá trị cao như vậy? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Trước đó khi mổ lợn nái nuôi đã 13 năm, ông Lương Xuân Linh, xóm 1, Đặng Sơn, Đô Lương, Nghệ An, phát hiện vật thể lạ được cho là cát lợn từ trong dạ dày con vật. Rửa sạch, cát lợn có hình bầu dục như củ khoai, được bao bọc bởi lớp lông cứng như lông lợn đan len, màu trắng, đen, nâu, Lúc mới lấy ra, nó có mùi như lá trầu không, nặng gần 500 gram. Sau khi hình ảnh cát lợn được đăng trên Facebook con gái ông, có khoảng 6 đến 7 người từ Vinh, Hà Nội, Quảng Ninh gọi điện hỏi mua, trả giá từ 1 tỷ đến 1,2 tỷ đồng. Sau đó thông qua môi giới ở Sài Gòn và ở Vinh, có người Hồng Kông trả giá 3 tỷ đồng. Theo ông Linh, thậm chí đã có người đưa 300 triệu đặt cọc nhưng ông không nhận. Bây giờ ông đã đồng ý bán với giá 3 tỷ. Họ mua bán giá nào tôi không biết, cứ đưa 3 tỷ cho là được tuy nhiên đến nay nguồn tin từ gia đình ông linh cho biết cát lợn quý hiếm vẫn chưa có ai mua người nhà ông linh cho biết sau khi biết ông có cát lợn thực tế vẫn có người gọi điện trả giá nhưng họ chỉ trao đổi qua điện thoại không về tận nơi để xem và mua hàng người nhà ông linh phỏng đoán có thể họ gọi điện giữ chỗ nếu tìm được người mua họ sẽ làm môi giới ăn hoa hồng nhưng vì không có ai mua nên thôi đến nay cát lợn vẫn được ông linh cất giữ tại nhà khi khô đi, trọng lượng của nó đã giảm so với trước, không mùi. Theo đó, một cán bộ xã Đặng Sơn cho biết, chuyện ông Linh thu được vật lạ từ bụng lợn là có thật, còn chuyện ai đó trả giá tiền tỷ thì tôi không biết. Trên mạng Internet có đăng thông tin, một công ty trách nhiệm hữu hạn thảo dược Mafaco, địa chỉ Sapa, Điện Biên, thông báo thu mua cát lợn với giá tốt. Nhưng khi phóng viên liên hệ thì người cầm máy cho hay hiện nay không mua nữa. Ngoài ra, Lương Y, Nguyễn Trọng Minh, Chủ tịch Hội Đông Y huyện Cẩm Xuyên nói, Tôi có nghiên cứu y học cổ truyền, không thấy có tài liệu nào nói về cát lợn, chư cát và công dụng chữa bệnh của nó. Trong thực tế, có nhiều sản phẩm từ động vật có tác dụng chữa bệnh đã được nhiều người biết đến như mật gấu, cao chăn, cao khỉ, dạ dày nhím, lông nhím, mật lợn, và đều dựa trên các nguyên lý khoa học. Còn cát lợn quả thật tôi không hiểu cơ chế hình thành cũng như công dụng. Không chỉ ở nước ta, cát lợn được trả giá lên hàng tỷ đồng mà tại Trung Quốc, nhiều người đổ xô mua truy lùng mua cát lợn với giá lên đến 36 triệu đồng một gam. Gu Ji Hoang, người dân ở quận Đức Hòa, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, tìm thấy một vật giống trứng khi mổ lợn. Quả trứng hình bầu dục, vàng xanh với lông thú bao phủ xung quanh, dài khoảng 2-3cm, bên trong màu vàng và phát ra mùi thảo mộc. Theo Sina, vật này dài 17cm, nơi rộng nhất đạt 10cm và nặng khoảng 620g. Cũng trong khoảng thời gian đó, Li Jin Zhan, một người sống tại thành phố Lạc Sơn, cũng tìm thấy một vật tương tự trong dạ dày của một con lợn, nặng 136kg mà ông đã nuôi hơn một năm. Jan cho hay vật thể này nặng khoảng 100g, người đàn ông 42 tuổi chia sẻ. Tôi bắt đầu mổ lợn từ khi còn trẻ nhưng chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì giống vậy. Sau khi cất trong tủ lạnh 2 ngày, Jan quyết định cắt nó và thấy bên trong vật thể có màu vàng xanh giống như lòng đỏ trứng. Quả trứng kỳ lạ này cũng toát lên mùi thảo dược. Một số người cho rằng những thứ mà Hoang và Jan tìm thấy chính là cát lợn, hay còn gọi là trư cát. Giá hiện tại của cát lợn là khoảng 1.600 đô la Mỹ 1 gram, hơn 36 triệu đồng. Như vậy, nếu được xác nhận, quả trứng mà Hoang tìm thấy sẽ có giá gần 1 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, Joan đăng hình lên mạng, nhiều người tìm đến và sẵn sàng trả giá cao. Thậm chí một người đồng ý trả 500.000 nhân dân tệ, tương đương 1,6 tỷ đồng cho viên cát lợn nặng khoảng 100 gram đó. Trước một lượng lớn người hỏi mua, Joan cho biết, ông muốn biết nó thực sự là cái gì. Ông từng mang vật này đến các cơ quan khác nhau để kiểm định, nhưng vẫn không có câu trả lời. Cuối cùng, ông đành phải mang về và tiếp tục cất trong tủ lạnh. Joan chia sẻ, Tôi hy vọng ngày nào đó bí ẩn này sẽ được giải quyết. Trong khi đó, Deng Junliang, giáo sư ngành dược của trường Đại học Nông nghiệp Tứ Xuyên, tin rằng những vật mà Hoang và Ran tìm thấy là chư cát, một loại sỏi trong cơ thể của lợn. Ông nói, nó gần như chắc chắn là cát lợn. Người ta tin rằng chư cát là một loại thuốc quý trong y học cổ truyền Trung Quốc, có thể chữa các chứng bệnh như mất ngủ. Tuy nhiên, qua nhiều năm nghiên cứu, giáo sư Liang vẫn chưa dám khẳng định. Vị giáo sư cho biết chỉ một số ít tư liệu cho biết chư cát là một vị thuốc hiếm trong đông y. Zhang Li, trưởng khoa y học cổ truyền tại Bệnh viện thành phố Lạc Sơn, nghi ngờ vì lý do đồng âm nên người ta đã nhầm chu sa với trư cát. Chu sa hay còn gọi là thần sa là một loại khoáng có màu đỏ với thành phần chính là sunfua thủy ngân, có sẵn trong tự nhiên và được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc. Thưa quý vị, một người đàn ông Trung Quốc khi trở về thăm gia đình và mổ gà thịt, sau đó anh phát hiện vật thể lạ trong bụng con gà. Nhiều người đã đề nghị mua lại giá tiền tỷ, nhưng mặc dù nhiều nơi săn đón và đưa ra mức giá cao ngất ngưỡng về vụ mua lại vật lạ, nhưng anh vẫn chưa quyết định bán. Vậy vật thể lạ đó là gì? Tại sao có giá cao ngất ngưỡng như vậy? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Trước đó, chàng trai họ Ngô trở về quê ở Giang Tây Trung Quốc để gặp gỡ gia đình. Bố của anh làm mở trang trại nuôi gà, thấy con lâu ngày mới về nên ông quyết định thịt gà đãi con. Trong lúc mổ gà, ông phát hiện bên trong cơ thể nó có vật thể lạ. Vật đó màu vàng nhạt tựa như mỡ gà nhưng cứng hơn nhiều. Thấy vậy ông gọi con trai tới xem xét. Hai bố con kiểm tra một hồi vẫn không xác định được thứ này là gì. Họ quyết định lên mạng tìm kiếm thông tin. Cuối cùng, chàng thanh niên Ngô tìm thấy một thứ mà mọi người gọi là kê bảo, thứ rất giá trị được tìm thấy trong cơ thể con gà rất giống với vật thể lạ kia. Họ đã liên hệ với một số công ty từng bán loại kê bảo này để nhờ thẩm định. Ngay lập tức, nhiều công ty bán đấu giá kê bảo ở Thượng Hải, Thẩm Quyến, tới tận nhà họ để tìm hiểu thêm về vật thể lạ mà gia đình tìm thấy. Sau khi kiểm tra kỹ càng, họ xác nhận thứ mà bố anh Ngô phát hiện bên trong cơ thể con gà mái, đúng là kê bảo. Các công ty này cũng đề nghị mua lại thứ đó với mức giá hàng triệu nhân dân tệ, tương đương hàng chục tỷ đồng. Dù nhiều nơi săn đón và đưa ra mức giá cao ngất ngưởng để mua lại kê bảo, nhưng hai bố con chưa quyết định bán. Sau đó anh ngô phơi khô vật thể lạ này và bảo quản tại nhà. Theo các tài liệu khoa học, kê bảo là nang buồng trứng bị bệnh mà biến dạng, thành phần cơ bản là vật thể giống với thành phần lòng đỏ trứng gà. Kê bảo thường xuất hiện trong bụng những con gà mái già đã nuôi lâu năm. Những dị vật được tìm thấy trong con gà thường là thứ chúng ăn nhưng không tiêu hóa được như cát, sỏi sau một thời gian trải qua quá trình lắng đọng, lâu dần vón thành cục to trong dạ dày. Trong quá trình lắng đọng dạ dày của con gà tiết ra những chất bao quanh hạt cát, hạt sỏi và tạo thành dị vật có màu vàng. Trong các loại sách đông y cũng không có bài thuốc nào sử dụng kê bảo cả, nên đến nay giá trị thật của kê bảo vẫn còn nhiều tranh cãi. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.